Quý phụ huynh và các em thân mến, với ý tưởng tái hiện lại khung cảnh chợ quê trong sự tươi trẻ phù hợp với lứa tuổi mầm non, thông qua các gian hàng, bồi đắp thêm vốn hiểu biết văn hóa Việt cho trẻ nhỏ, mở rộng vốn kiến thức, giúp trẻ phát triển toàn diện, hình thành cho trẻ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống. Ban giám hiệu, chi đoàn trường mầm non thực hành cùng phụ huynh học sinh phối hợp tổ chức phiên chợ lá năm học 2023-2024 cho học sinh toàn trường. Hoạt động này đã đem lại nhiều niềm vui cho các em nhỏ, giúp các em có một trải nghiệm thú vị cùng với bạn bè của mình. Trang tuổi thơ hôm nay, mời quý phụ huynh và các em cùng đi chợ lá trường em nhé! Chợ lá trường mầm non thực hành là ý tưởng của các giáo viên trong chi đoàn. Khi các cô thấy chợ lá vốn là nét truyền thống đặc sắc của tỉnh Tây Ninh, mỗi khi chợ lá diễn ra đều thu hút rất đông sự tham gia của người bán lẫn người mua, tạo nên một phiên chợ độc đáo có 102, phiên chợ mà nơi đây không ai dùng tiền mặt để mua bán mà chỉ dùng lá cây để trao đổi giữa người bán với người mua. Tuy nhiên, các bé mẫu giáo còn quá nhỏ để có thể tham gia những phiên chợ lá đông đúc, cũng chưa được biết về cách thức hoạt động của chợ. Chính vì lẽ đó, phiên chợ lá mà các cô trường mầm non thực hành tổ chức cũng là một hình thức trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với các bé đang theo học tại trường. Để các bé hiểu rõ hơn về hoạt động chợ lá, trước đó các cô đã chuẩn bị sẵn những chiếc lá cây bằng giấy, rồi hướng dẫn cho các bé tự tay trang trí những chiếc lá bằng khả năng tô màu của các con. Những chiếc lá này sẽ được các con sử dụng trong việc mua thức ăn trong ngày diễn ra chợ lá. Ngày diễn ra chợ lá, phụ huynh cùng các cô khá tất bật để chuẩn bị các gian hàng. Nhưng ai cũng vui vì đã đem lại cho các bé một cơ hội vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa. Ở trường này thì tổ chức các hoạt động cho bé vui chơi, giải trí. Rất là tốt, nên là ngày hôm nay là trường có tổ chức cái phiên chợ lá. Mình là phụ huynh lớn như vậy rồi mà còn chưa biết chợ lá là thế nào nữa, nên hôm nay cũng ra cùng với các cô để tổ chức cái chợ lá cho bé. Nhờ dịp này nên mà mình mới biết chợ lá là như thế nào. Cũng mong nhà trường sẽ tổ chức các buổi chơi như thế này là cho các bé tiếp xúc, rồi ra ngoài trường thì các bé dễ dàng gia nhập với lại môi trường ở bên ngoài, để cho các bé có cái kỹ năng, cái cơ bản ra ngoài là dễ phát triển, dễ gia nhập qua và nhập với các bé lớn ở ngoài. Thì em thấy trường có tổ chức rất là nhiều cái sân chơi, cũng giống như là giới thiệu cho các bé làm quen với những cái lễ hội, cũng giống như là những cái ngày lễ Trung thu hoặc là Tết, cho các bé nó tham gia những cái phong trào chuẩn bị để cho các con nó đến gần hơn với những cái truyền thống dân gian của dân tộc mình. Em là tư cách của một phụ huynh đó, thì em cũng có đến hỗ trợ với các cô để chuẩn bị cho các con những cái phần ăn cho các con làm quen và biết tới chợ lá là một cái lễ hội truyền thống của tỉnh mình, là cũng như là những cái đất nước mình. Em thấy thì để cho các bé mà nó tiếp xúc với những cái lễ hội như này thì các con nó sẽ phát triển được cái tư duy, cũng giống như là nó sẽ hiểu thêm việc về cái truyền thống yêu quý dân tộc của đất nước mình. Bé
có thể là tự biết khả năng vận động vui chơi hoặc là kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Trường có tổ chức tở lá thì đối với phụ huynh thì có tham gia là hỗ trợ phụ các cô những cái nguyên liệu để mình chế biến và mình vô mình phụ các cô để có một cái buổi chợ lá sẽ được hoàn chỉnh hơn, một cái hoạt động trải nghiệm tốt hơn. Theo em thì cái hoạt động trải nghiệm này rất là thiết thực, tại vì cái này là cái phiên chợ lá truyền thống, dạy cho những bé nó có được kỹ năng giao tiếp và nó sẽ được cái hoạt động trải nghiệm thực tế hơn, và nó sẽ biết những cách giao tiếp, giao lưu những người khi là bán hàng hoặc là mua hàng. Bé đi học về thì rất là thích thú, hay kể cho mẹ nghe những hoạt động ở trường. Ở trường thì các cô chăm sóc bé rất là kỹ, rất là chu đáo, từ bữa ăn tới là giấc ngủ và những hoạt động trong trường. Dạ, bé rất là thích, hay về hay kể mẹ là hôm nay con được chơi cái này hoặc là được học những cái trò chơi mới hay là bài thơ mới. Hoạt động này thì em thấy rất là hữu ích cho các bé, tập cho các bé về những kỹ năng sống hàng ngày. Thì những cái hoạt động vui chơi bổ ích như này thì em rất là ủng hộ. Thì trường có nhiều cái hoạt động vui chơi thực tế hơn. Dạ, cho các bé được trải nghiệm những cái mô hình như là chợ lá, rồi những trò chơi vận động ngoài trời nhiều hơn. Và để phát triển kỹ năng nè, hoặc là sức khỏe cho các bé. Trong lễ khai mạc, các bạn nhỏ đội năng khiếu của trường biểu diễn những bài nhảy sôi động, nhận được nhiều tràng pháo tay từ phía khán giả nhí. Sau phần cắt lá, khai mạc chợ lá, các bạn nhỏ được các cô dẫn vào để đi chợ. Mỗi chiếc lá cầm trên tay, các bé được đổi lấy một món ăn mà mình yêu thích. Chợ lá gồm nhiều gian hàng với các sản phẩm ẩm thực truyền thống như các loại bánh quê hay các gian hàng nước giải khát, xiên que, gà rán, mì xào. Tiếng nói cười của các bé rộn ràng khắp sân trường. Để chuẩn bị tham gia các hoạt động chợ lá của trường ngày hôm nay thì con cùng các cô đã thực hiện điều gì? Dạ, hư cô cắt lá và tô màu lá. Rồi con sẽ dùng cái lá đó để làm gì? Để là lấy thức ăn. Rồi con dự kiến là con sẽ ăn cái món ăn gì nè? Bánh què, chà gán, gì nữa? Cá viên chiên. Thì con thấy chợ lá có vui không? Dạ vui, con được các bạn vui chơi nhau, con rất là thích. Mấy cô chuẩn bị đồ ăn cho tụi con ăn. Con thấy vui, con thấy đồ ăn hết. Có nhiều bánh và kẹo và đồ ăn nhiều. Rồi con thấy sao nè? Rất là vui. Lấy lá để lấy đồ ăn ăn. Các cô làm tổ chức nhiều cho các con. Thông qua cái hoạt động trải nghiệm này thì các con được đi mua hàng thay vì mình phải trả tiền, thì thay vào đó là các con được sử dụng những chiếc lá để mà đổi lấy thức ăn. Và trong cái quá trình trải nghiệm đó thì các cô cũng giáo dục con là phải biết xếp hàng chờ tới lượt, hoặc là đưa đồ bằng hai tay, đưa lá bằng hai tay, rồi xong rồi phải biết cảm ơn cô. Và sau đó mình sử dụng xong thì mình phải biết bỏ vào thùng rác.
Đó là những cái lý do mà hôm nay là trường mầm non Thực Hành phối hợp với lại phụ huynh của học sinh để tổ chức cái phiên chợ lá ngày hôm nay. Cùng với những cái hoạt động trải nghiệm đó thì cũng mong cho các bé là có những cái trải nghiệm như là giao tiếp với bạn bè, được vui chơi là tự do, ví dụ là muốn ăn món nào thì ăn, hoặc là rủ bạn thích ăn món nào cũng được, hoặc là mình ngồi đâu tại đâu trong sân trường cũng được. Đó là một cái hoạt động trải nghiệm em nghĩ là các con sẽ rất là thích. Chợ lá trường mẫu giáo Thực Hành là một hoạt động trải nghiệm mới mẻ đối với trẻ, góp phần nâng cao nhận thức về cuộc sống xung quanh, phát triển tư duy, kỹ năng sống cho trẻ từ khi ở bậc học mầm non, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi thoải mái ngoài trời, khuyến khích trẻ thể hiện được ý thích của bản thân trong việc lựa chọn các món ăn và ăn theo nhu cầu bản thân, qua đó giáo dục về sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ. Quý phụ huynh và các em nhỏ thân mến, chương trình Trang Tuổi Thơ hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!